Một chiếc lồng chim cu gáy quả bí tròn sẽ rất là tiện lợi cho anh em chăm sóc và vệ sinh cho chim. Với mẫu lồng trái bí này thì em sẽ thiết kế là phần cửa sẽ là phần cửa đẩy lên phía trên nhé. Có một cái mẫu nó sẽ là cửa phía dưới. Cái mẫu lồng này thì trước đây bên em cũng thiết kế là cửa phía dưới đáy lồng, nhưng mà vài năm trở lại đây thì bên em không để cửa dưới đáy lồng nữa và thiết kế cái phần cửa phía trên. Còn nếu mà anh em nào vẫn thích cửa đáy lồng thì bên em vẫn làm cho anh em nhé. Chiếc lồng này sẽ sử dụng những cái chiếc nan rất là to, đây, những cái phần tay che nan rất là to, rất là thoáng. Với chiếc lồng này thì cái phần kích thước này anh em yên tâm nhé, nó sẽ không thể lọt chim vào đâu, bởi vì em đã tính toán rất là cẩn thận rồi. Cái phần mẹt này thì sẽ anh em sẽ tháo ra và vệ sinh cho chim, cũng như là hạ thổ cho chim ở phía dưới đáy lồng đáy này nhé. Đấy, phía dưới đáy này. Và chiếc lồng này thì nó rất là thoáng, tất cả các góc cạnh anh em treo góc nào nó cũng tôn được toàn bộ vẻ đẹp. Có một số anh em thì có những cái chú chim rất là quý ạ, có những cái chiếc lồng hơi kín một xíu thì anh em lại không khoe được chim. Đấy, thì mỗi nhu cầu về sở thích của anh em, từng anh em sẽ là khác nhau. Có những anh em thì thích khoe lồng đúng không ạ, có những anh em thì lại thích khoe chim, bởi vì chim nó hót hay quá và chim rất là đẹp thì lại muốn khoe ra. Thì anh em có thể tham khảo cái mẫu lồng này, anh em xoay góc nào cũng được. Cái mẫu móc này thì em sẽ thiết kế là móc xoay nhé, anh em xoay góc nào mình thấy cân đối, thấy phù hợp thì mình có thể xoay đúng cái góc đó. Đây, mẫu em lồng quả bí và cái mẫu lồng này thì em đang sale với giá là chỉ còn 900.000 đồng thôi. Giá gốc của sản phẩm là 1.050.000 đồng, nhưng ngày anh em hôm nay anh em lên đơn thì chỉ còn có 900.000 đồng cho một chiếc lồng cô gái quả bí này. Anh em đặt hàng thì hãy alo ngay với siêu thị lồng chim nhé.